Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc Mercedes-Benz phiên bản GLC 300. Chiếc xe này thì có một điều hơi đặc biệt một chút so với tất cả những chiếc GLC khác. Đó chính là chiếc xe này của em thì được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Đức. Và bản này thì được sản xuất năm 2019, nhập về năm 2019 ạ. Số lượng nó khi mà nhập về cũng không nhiều đâu. Đâu đó khoảng 1.000 xe trên toàn quốc ạ. Về sau đó thì không nhập nữa và chúng ta lại tiến hành lắp ráp giống như trước đây, khi mà GLC về cuối năm 2015, đầu năm 2016 thì đều là nhập khẩu. Rất là hiếm, nhưng dòng đấy còn hiếm hơn dòng này. Dòng này thì nó khoảng 1.000 xe, dòng 15 mà nhập khẩu từ Đức thì nó chắc chỉ có vài trăm xe thôi, dòng đó còn hiếm hơn ạ. Quay trở lại với chiếc xe ngày hôm nay thì của em là màu trắng, nội thất màu nâu, biển số Hà Nội rất là đẹp, 30G23999. Xe của em mới chạy 3 vạn km, rất là mới và được sử dụng dàn lốp Michelin. Đó. Có một điểm nổi bật trên chiếc xe này thì những cái ở những cái mép này đều là màu đen, hay là gương cũng như là vành xe cũng được thiết kế màu đen. Nhìn nó thể thao hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta bên ngoài chúng ta có thể dễ dàng phân biệt khi mà cái sử dụng cái bộ vành này. Bộ vành này là bộ vành bộ mâm khác so với tất cả những chiếc xe GLC của Việt Nam chúng ta, kể cả đời cũ hay là đời mới, thì duy nhất chỉ có đời này nhập khẩu nó sử dụng loại vành này thôi, đa chấu kép. Và tất nhiên GLC 300 thì sử dụng hệ thống dẫn động 4MATIC, 4 bánh toàn thời gian, lốp sơ cua. Trên GLC này thì có lốp sơ cua, còn GLC Việt Nam chúng ta thì sử dụng loại lốp răn flat và không có lốp sơ cua mọi người nhé. Đó. Cũng là một điểm nữa trên những chiếc xe nhập khẩu nó khác so với xe chúng ta lắp ráp ạ. Khi mà nhập về thì chiếc xe này khá là đắt so với xe thời điểm đó. Thời điểm mà những chiếc GLC của Việt Nam nó chỉ rơi vào khoảng năm 2018, nó đăng ký vào nó chỉ rơi vào khoảng 2.4 tỷ thôi. Thì chiếc này ở năm 2019 khi mà bắt đầu về Việt Nam thì nó đăng ký vào trên dưới 3 tỷ các bạn. Giá thì khác hoàn toàn và đắt hơn rất là nhiều. Chính vì một phần nào đó vì cái giá của nó cho nên là cũng không nhập về quá nhiều. Sơn zin chiếc xe này còn khoảng tầm đến 95%, rất là mới. Nội thất thì chủ xe là nữ nên là rất là giữ gìn và còn rất là mới và đẹp. Nội thất màu nâu. Trên chiếc xe này thì nó khác rất là nhiều so với cái đời tiền nhiệm trước đó từ năm 2018. Thì nó thay đổi rất là nhiều. Form dáng, vô lăng, đồng hồ. Đó. Thay đổi và tất cả nó đều được sử dụng phông tiếng Việt mọi người nhá. Đó. Ở đây thì có sử dụng cảm ứng ạ. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng để điều chỉnh. Và rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đầy đủ, thoải mái lựa chọn. Đó. Rất là nhiều màu để chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy. Đó. Đó, tất cả đều được kết nối thông minh. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được 31.255 km ạ. Tất cả ở trong chiếc xe này thật sự xứng đáng là một chiếc xe siêu lướt, không hề bị xước sát một chút nào luôn, rất là mới. Chủ xe thì cũng không sử dụng nhiều. Đó. Ở đây thì có camera lùi. Ngoài ra thì trên chiếc xe này vẫn được trang bị thêm loa Bumaster, camera 360 độ. Đó. Loa Bumaster, camera 360 độ, đèn auto, gạt mưa auto, gẩy số vô lăng. Và tất cả những cái phím ở đây thì đều được chỉnh cảm ứng ạ. Camera 360 độ rất là nét. Cái này thì rất là dễ cho quý khách khi mà sử dụng chiếc xe. Đó.
rất là dễ dàng, nó có đầy đủ các tính năng. Ngoài ra thì khi chúng ta vào số thì vào số lùi á, gương nó sẽ gập xuống. Đó, nội thất đây. Ồn. Có cửa sổ trời panorama nữa. Đó, đầy đủ hết. Không thiếu bất kỳ một tính năng nào cả. Ghế da màu nâu, màu trắng, nội thất nâu. Nâu này là nâu da bò, nâu 224 á. Xin lỗi mọi người, nâu 234 á. Mã màu là nâu 234. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Hiện tại thì chiếc xe này của em đang được bán ở trên thị trường với giá là 2 tỷ 666 triệu. Một con số rất là đẹp. Và tất nhiên nếu như anh chị có nhu cầu một chiếc xe này thì bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70% ngân hàng với lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô thôi. Chìa khóa thông minh. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho em. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em nhé. Xin cảm ơn ạ.